Hello anh em, tuần mới vui vẻ nha. Mình là Mạnh Hùng Barber Salon đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một con video liên quan đến chủ đề là cắt uốn kiểu tóc layer true block anh em nhé. Quả đầu này có nhiều thứ đặc biệt đấy. Anh em theo dõi chi tiết đoạn sau video này nha. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Rồi, thì như cái đoạn đầu video ấy, anh em có thể nhìn thấy ở cái phần intro hoặc là ở cái phần đầu mình giới thiệu ấy, thì anh em có thể là quan sát được rất là chi tiết cái khuôn mặt của anh mẫu của mình, đúng không? Đó, thì thứ nhất là khuôn mặt của anh ấy nó hơi mập một chút xíu. Thứ hai là cái phần khung thành này nó rất là ngắn, và tóc của anh ấy nó không phải là tóc quá dày. Thế nên là đây là một cái quả đầu gọi là nó đòi hỏi đến cái độ kỹ thuật của anh em khá nhiều. Nhìn thì tưởng rất là đơn giản thôi, nhưng mà đầu này chính là lại cắt là rất là khoai. Có nhiều thứ nhìn thì tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà đến lúc mình làm ấy, mình mới cảm nhận được, mình mới biết được nó rất là khoai, nó rất là gặp nhiều khó khăn anh em nhé. Thì đầu tiên muốn chinh phục được quả đầu này thì mình cứ đi mình kẹp cho nó gọn gàng lên một chút xíu. Và nhớ là cố gắng kẹp làm sao kẹp thấp thôi. Đầu này thì chắc chắn là phải kẹp thấp rồi. Đầu này mình kẹp cao thì tí nữa cắt hai bên này nó khó lắm. Khó xử lý lắm. Đầu này bình thường mình cắt, mình kẹp rất là thấp luôn. Những cái phần hai bên sai thì mình để cho đúng một tí tẹo rồi ấy. Chủ yếu là cái phần tóc ở phần trên tóp ấy, cái phần tóc giáp lại ấy, mình để cho nó dài ra để cho nó có tạo ra cái sự liên kết giữa cái phần tóp với phần sai ấy, thì nhìn nó cảm giác nó tự nhiên hơn. Chứ quả đầu này mà hai bên này tóc quanh ấy nó đã thưa ấy, xong đầu rồi chúng ta kẹp nó cao lên, xong rồi chúng ta cắt đi ấy, thì tí nữa nhìn cái quả đầu này nó rất là buồn cười. Nhìn buồn cười cực kỳ luôn, nhìn như kiểu là chọc lóc luôn đấy. Nếu như bình thường ép sai thì không sao đấy, ép sai thì mình không tính làm gì, nhưng mà đây đầu này không ép sai nên là nó sẽ hơi phức tạp hơn bình thường một tí. Ok, tắt đây, hai bên này thì mình cũng xử lý đây. Anh em có thể quan sát được đây, cái độ rộng của cái khung này nó rất là ngắn. Đấy, camera dí xa một chút thì mới thấy được là cái tóc này, tóc này khá thưa, mà đây là đã là 3 tuần rồi mọc ra như thế này rồi đó. Đây, bây giờ mình sẽ xử lý qua cái tóc này một chút xíu, xong đầu mới đi xử lý phần trên tóp và uốn. Camera đứng ở đằng trước. Đấy, đúng rồi, đứng ở đằng trước đấy. Đây, như anh em có thể quan sát được nhá, mình cắt cái phần thành này làm sao để nó tỷ lệ thuận với lại cái phần xương quai hàm này, cùng với lại cái phần cổ này, cùng với lại cái phần khuôn mặt này. Đấy, cắt làm sao để cho nó phải tỷ lệ thuận được với nhau nhá. Tí nữa mình còn tính toán làm sao cái phần này trên này hạ xuống nó ôm xem nó đến tầm nào. Đấy, mình phải tính được những cái điều như vậy, bắt buộc phải tính được thì mới làm được, sau này làm nó mới dễ được.
hầu như là cái phần mai này chúng ta sẽ để lại, để lại cho nó, cho nó cảm giác nó dày dày tóc một chút. Riêng cái phần chân mai này, cái phần này nó bị thái dương, nó bị hóp ấy, thì chúng ta không cần phải cắt nhiều, chúng ta để lại nguyên cho nó đen cái phần chân mai này. Đối với lại cái phần đỉnh tai này thì chúng ta sẽ kê lược trong chân không, không có điểm tì nào hết, không tì vào đâu hết. Đấy, khi mà chúng ta rèn luyện được cái kỹ năng đấy thì chúng ta mới kê được một đường thẳng được nhé. Còn nếu mà chúng ta có một bất cứ một cái điểm tì nào thì lúc đấy cái thành của chúng ta nó sẽ bị loe ra. Muốn cắt thành thẳng thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải kê lược chân không, không điểm tì. Hôm nay thời lượng cái video này nó có hạn, thế nên mình sẽ làm một bên thôi, làm một bên để mô tả cho anh em thôi. Mọi lần trong những cái video trước thì mình vẫn làm rất là đầy đủ cả hai bên cho anh em xem, nhưng mà thời lượng video hôm nay nó ít thôi, mình vắn tắt thôi. Thì cái bên đối diện ấy thì chúng ta sẽ làm tương tự với lại cái bên này. Đấy, quan trọng là chúng ta phải chọn cho mình một cái con tông đơ khỏe mà. Tông đơ khỏe cộng với lại lược thần thánh siêu bắt tóc thì là ngon nhất. Tông đơ pin thì không bao giờ được cái hiệu ứng bề mặt nó như thế này đâu, bởi vì mình đã sử dụng rất nhiều tông đơ pin rồi nên mình biết nhá, kể cả senior hay đến bố của các thể loại tông đưa thần thánh thì cũng không bao giờ ăn thay thế được cái tông điện này nhé. Cảm giác cái tông điện này, cái lực cắt cũng như là cái lực cầm tay của chúng ta ấy, nó cảm giác khác hoàn toàn đối với tông pin nhé. Tông pin thì nó chỉ được cái tiện thôi, còn ngon lành nhất vẫn là tông dây đó. Một mặt chỉ đơn giản thế này thôi. Anh em bạn camera dí dịch vào đây nè. Đó, anh em thấy chưa? Đây gọi là cắt xanh nhá, cắt xanh siêu xanh nhá. Đấy, đứng ở đằng trước cho người xem quan sát ở góc đằng trước. Đây, cái mặt phẳng đằng trước đây. Chúng ta có thể là quan sát được cái mặt phẳng đằng trước đây nhá. Đó, nó thẳng này. Nếu mà chúng ta mà đặt kê lược mà chúng ta tì vào đây thì nó sẽ bị loe như này. Thì nó mình hót vào cái chỗ này ấy, thì cái thành nó sẽ bị loe. Còn chúng ta kê lược không điểm tì ấy, thì nó sẽ thẳng như này. Cái tay chúng ta thẳng như này thì chỉ bắt đầu chúng ta cắt từ đây lên thì nó sẽ không bị lẹm vào cái đoạn này. Nó không bị lẹm vào đoạn này thì cái thành nó mới thẳng được. Còn nếu lẹm vào cái đoạn này chắc chắn là thành bị loe ra. Nhớ chưa? Ok. Đây nhá, chúng ta có thể quan sát được nhá. Sau khi mà chúng ta đã có cái thành như này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đi chấn viền. Chấn viền thì chấn viền bằng chấn viền nào cũng được thôi, cũng chả phải quan trọng là đắt hay rẻ, miễn là làm sao nó sắc và chúng ta tạo được cái hiệu ứng ok là được. Còn chấn viền nào cũng được nhé, không cứ là cứ phải sắc thì nó mới cứ phải đắt thì nó mới đẹp được. Nhiều khi mình dùng cái chấn viền rẻ mà nó sắc, chúng ta tạo ra cái hiệu ứng nó sắc nét ấy, thì nó vẫn cứ là ok, chả vấn đề gì cả. Đồ nghề của tớ đồ tàu đầy, vẫn dùng đồ tàu rất là nhiều nên là mình cũng không gọi là kỳ thị anh em dùng đồ tàu lắm. Cái gì mà nó giúp ích cho mình và nó tối ưu cái chi phí cho mình là được. Đó, ok chưa?
loác loác qua một xíu rồi là nó nhìn nó đã phẳng mịn ok rồi nhá. Nào, bấm lên cái chỗ này một chút. Hôm nay tớ sẽ làm một bên này nhá, để cho anh em thị phạm nhá. Còn cái bên còn lại nhá, chúng ta sẽ làm đối xứng với nó. Chúng ta sẽ lấy bên này copy sang bên kia là được. Đó, đây là kết quả nhá. Ok chưa? Rất đơn giản luôn. Thôi. Đây nhá. Thị phạm chuẩn chỉ hai bên cho anh em xem này. Đây, sau khi mà mình cắt xung quanh xong rồi nhé. Đấy, cái bên bên đây mình chưa quay ấy, thì mình bảo anh em là làm sao chép giống y bên kia nhá. Đấy, anh em nhìn này, chuẩn chưa? Đấy, đơn giản đấy thôi. Cái phần gáy mình chỉ cần mình lấy cái cữ 1.5 ấy, xong bắt đầu mình loa qua một tí là nó sẽ được nét, rất là nét luôn. Ok. Còn cái phần cắt trên top ấy thì mình sẽ làm giống như cái video mà mình mới đăng ấy. Đó, video giống như trên màn hình ấy. Anh em cứ xem video đấy là sẽ biết được cái quy trình cắt top của cái kiểu đầu này nhá. Còn ở trong video này mình sẽ uốn luôn quả đầu này luôn. Bỏ qua phần cắt top nhá. Anh em nào quan tâm đến phần cắt top trong video này thì cứ liên xem lại cái video trước là sẽ ra. Ok. Đây. Đối với phần này thì chúng ta sẽ lấy cái hàng đầu tiên dựa theo cái hốc chán này, đây cái góc này, cái góc tam giác trên phần chán đó. Mình lấy đúng cái điểm đấy mình gióng sang để làm hàng đầu tiên ấy. Ở đấy mình sẽ để lại một chút cái phần tóc thừa như thế này để tí nữa nó ôm xuống thì nhìn cái tóc nó nhìn nó lúc mà cái ra cái tác phẩm cuối cùng ấy, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn. Lấy anh ghế ở đây, đưa anh ghế. Đưa anh cái lô tím. À, cái việc mà mình chọn cái lô nó cũng rất là quan trọng nữa. Chọn cho đúng cái lô vào là được. Đó, một phát. Đây, phát thứ hai ở đây. Để lại cái phần tóc thừa này. Cần thiết thì tí cho một chút epsai vào là được. Cho nó ôm xuống là được. Làm cực kỳ nhanh thôi. Hồng. Càng gần về phần mái thì cái độ dài tóc ấy nó sẽ càng dài. Thế nên là chúng ta sẽ thay đổi cái độ to của cái lô ấy nó theo độ dài của tóc. Ok chưa? Hai lô. Tương tự như thế thì cứ vòng ra đây làm lần được là xong. Phần gáy này thì chúng ta cứ ôm hết. Nhớ là cái thuốc uốn Maro thì nó chỉ có một loại duy nhất. Nó không phân ra là thuốc uốn khỏe hay là thuốc uốn yếu, cho nên là đối với lại cái chất tóc của nó yếu thì anh em có thể là pha thêm dầu hấp nha. Đối với tóc khỏe thì chúng ta sẽ để nguyên cái hàm lượng cũng như là cái nồng độ, không pha thêm một cái gì hết. Đây, dựa theo cái đường mà lúc chúng ta chia đầu ấy
thì chúng ta sẽ gióng ra cái điểm phần hốc trán tương tự giống như bên kia, đối chiếu bên kia nhé. Kê chiều ở đây lấy tương tự giống như bên kia. Tí nữa đối với cái phần này chúng ta, phần ngược xoáy này, chúng ta có thể thêm một chút ép sai ở đây là được, cho tóc nó phần, cho nó xẹp xuống nhiều là được. Bởi vì nếu mà chúng ta uốn cả cái phần dưới này thì tí nữa chúng ta tỉa đi thì lại bằng, thì nó cũng chả khác gì nhau thôi. Tốt nhất là đừng có uốn vào nữa là xong, đỡ mất công. Tí chúng ta sẽ không phải tỉa nữa, rút ngắn thời gian. Đấy, đây một cái nữa là xong. Nguyên cái hàng đầu chúng ta chỉ mất 5 nô. Mất 5 nô để định hình luôn là xong rồi nhé. Khi mà cắt độ dài nó chuẩn rồi thì cứ bên kia làm sao thì bên này chúng ta sẽ làm đối xứng như vậy. Bên kia lô hồng thì bên này cũng lô hồng, bên kia lô tím thì bên này cũng lô tím. Cứ thế mà đối xứng nhé. Không cần phải vừa làm vừa hỏi ai cả. Cứ chuẩn từ bước đầu là những bước sau cứ thế mà làm. Bình thường đến đoạn này chúng ta sẽ uốn nó ốp hết vào đằng trước, nhưng mà đây là quả đầu nó bị hóp hai cái phần chỗ này này, chỗ này nữa, thì sẽ có hai cái lô thêm vào đây để nó tạo ra cái độ phồng, nhìn cái đầu nó sẽ được vuông vắn hơn, nhìn nó đẹp hơn. Đây, còn lại thì chúng ta cứ làm như bình thường thôi. Có rất nhiều cách để làm ở cái đoạn này. Chúng ta có thể đứng đằng trước, hoặc là chúng ta cho khách ngả về đằng sau, xong rồi uốn từ đằng sau uốn lên. Kiểu nào chúng ta cũng có thể làm được. Mình thì mình quen làm đứng đằng trước rồi thì mình cứ đứng đằng trước. Đứng đằng trước là đứng chéo, ví dụ mình đang đứng đây nhá, là chéo sang so với khách nhá. Chứ không phải là ý là không phải là đứng đằng trước là chầu nguyên cái bộ âm chén ra đằng trước mặt khách là không được nhá. Nghiêm cấm không được đứng kiểu đó nhá. Đấy, còn đến đây thì chúng ta sẽ tách đô ra là xong. Không cần quay gần quá đâu, quay xa xa ra một tí.
khi mà chúng ta uốn xong một bên đấy, xong bắt đầu chúng ta uốn tiếp theo cái phía bên còn lại thì chúng ta dễ cài cái lồ hơn. Đấy, cài lồ xô le này. Lấy tép tóc này đúng cái lô này. Ok chưa? Đây là cái mẹo đấy. Ok anh em nhá, đây kết quả đây. Sau khi mà mình đã tra thuốc số 2 cũng như là gội đầu xong xuôi hết tất cả nhá, đây là kết quả nhá. Ok, thì trước khi sấy mình sẽ sử dụng thêm một chút cái này. Đấy, pre-styling của Dapper Dan em nhá. Mình sử dụng thêm vài giọt trên này trước khi sấy anh em nhá. Ok. Đây, sáp thì mình sẽ sử dụng con Clay Urban Premade này. Đây, con khỉ đen nhé. Đây, ok. Cứ lấy một lượng vừa đủ xong bắt đầu là anh em cho vào tay ấy, xong chúng ta đánh loạn thì thế là xong. Chung là rất là đơn giản. Về bản chất thì con sáp này nó rất là khô, dành cho những cái kiểu tóc mà layer các thứ, muốn tạo nhiều lọn, texture các thứ ấy. Nó rất là hợp. Đơn giản đấy đâu. Còn khi mà mình uốn sẵn rồi ấy, thì nó có loạn sẵn rồi thì nó cũng dễ. Mình làm gì nó cũng dễ. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.